sự cho đến hoàn thành và đưa được Chúa. Bài Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay chúng con nhận một bệnh nhân mới nữa. Người anh em của chúng con đã chạy đến lòng thương xót của Chúa để xin Chúa chữa lành do bệnh trạng ung thư lách. Chúng con nghe nói đến bệnh ung thư thì chúng con nghĩ đến lòng tin liền. Chúa đã từng dạy chúng con là nếu chúng con có lòng tin mà nạt cải thì chúng con khiến cây dâu nhà xuống biển nó cũng đi. Vậy chúng con có lòng tin, xin Chúa hãy khiến bệnh ung thư lách này ra khỏi người anh em của chúng con, để họ có điều kiện, có thời giờ họ nuôi đến vợ con, họ nâng đỡ xuống riêng, và họ bản thân họ có thời gian để đợi họ. Chúng con còn xin Chúa chữa lành cho người anh em Trần Vinh Hoàng này. Bên cạnh đó chúng con còn xin Chúa hãy chữa lành, hãy ban ơn cho linh mục của Chúa là Gia Lưu Xe, Lâm Xuân Tùng, Lâm Xuân Thành. Cha đã bỏ tất cả công việc mục vụ của cha để đưa con của Chúa đến đây để xin Chúa chữa lành cho con của Chúa. Con cầu xin Chúa lòng thương xót để đổ tràn ơn cho cha thần. Xin Chúa gìn giữ cha, xin Chúa ban ơn cho cha để mỗi ngày cha thánh thiện hơn, cha làm những điều đẹp ý Chúa hơn. Đây là tấm gương mà Chúa đã dạy cho nhân loại, là người Samaritano nhân hậu. Khi thấy một người bị đánh đập dọc đường thì dừng ngựa lại, dừng con lừa lại để băng bó vết thương và xích dầu cho người bị đánh đập, để đưa người đó về quán trọ chăm sóc và trả tiền cho người quán trọ, và dặn chủ quán trọ rằng là hai hôm sau tôi đến tôi thăm, nếu có thiếu gì thì tôi sẽ đền đáp lại cho. Chúng con thấy hình ảnh của cha Giuse y chang như người Samaritano mẫu, đưa người anh em đến đây để xin Chúa băng bó vết thương là ung thư tụy, ung thư lách. Rõ ràng người linh mục của Chúa rất là tốt lành, và Chúa cũng rất là vui mừng vì lời Chúa được thực hiện qua cha Giuse. Con xin Chúa hãy nhận lời con mà ban phúc lành cho cha Giuse, và xin Chúa hãy an ủi cha để những ngày tháng tới cha sẽ làm những gương sáng hơn nữa để cho con cái Chúa ở trần gian được bình an hơn. Xin anh em cộng đồng hãy cầu nguyện cho cha Giuse để cha có sức khỏe, để cha giúp đỡ mọi người, nhất là chúng ta. Xin anh em cộng đồng hãy cầu nguyện cho người anh em của chúng tôi là Trần Vinh Hoàng, người bị ung thư lách, để người anh em này mau bình phục, để họ sẽ giúp đỡ lại chúng ta. Đó là lòng lời kêu gọi của chúng tôi. Xin cảm ơn anh em cộng đồng. Chúng con cầu xin là Đức Kitô Chúa chúng con, nên dân cha và con và thánh thần. Xin mời cha ngồi nhé, mời mọi người nhé. Trước tiên là con xin mời cha sang và chào ông Hoàng ha, ông bệnh không? Đây vợ con gái. Cha ơi, trước tiên là con sẽ nói với cha một chút về cái tâm tình mà cha đưa con chiên đến đây để xin Chúa chữa lành. Thì như con nói hồi nãy trong lời cầu nguyện đó là quan trọng ở chỗ là đức tin. Mình Chúa dạy mình nếu có đức tin thì mình biến cây dâu này nó đi cho hết chơi. Thì người anh em của mình đang có một cái chứng bệnh gọi là chứng bệnh thế kỷ, ung thư lách. Thì giống như một cây dâu vậy, nếu mà cha và con và ban giám trận và người bệnh và mọi người nuôi anh này mà có lòng tin thì bệnh này đi được hết chơi thôi. Vậy thì trước tiên là con hãy xin cha hãy cầu nguyện cho người bệnh nhân này nha. Điều thứ hai là chúng con cảm ơn cha vì cha đã thương xót đến con cái của Chúa, mà dẫn con cái Chúa đến đây giống như người Samaritano. Chúa rất là hãnh diện vì có những linh mục của Chúa làm việc. Thầy có con vậy đâu.
trong lòng cha vui không? Vui lắm không? À, trong lòng của chị vui, cha sướng chị dẫn về chị vui không? Con vui, con phải mừng nha con. Ngày xưa con thương cha mày có một, bây giờ con thương tới mấy? Không, là đúng rồi đó. Nếu con thương tới 10 là chưa đúng, con còn thương số. Giờ đây là con thương không nói được. À, khi bệnh hoạn cũng như lúc gian nan, khi thịnh vượng cũng như lúc mạnh mẽ, để yêu thương con tim và tôn trọng con tim. Đúng vậy không? Vậy thì những ngày tháng con chiên này mạnh khỏe thì cha dạy dỗ bảo ban, rồi đến khi con chiên bệnh tật thì cha lại dẫn đi băng bó với thương. Con có thấy được chỗ này? Như vậy con phải thương cha con nhiều hơn nhé. Bắt đầu từ hôm nay trở đi thì con không còn một cái suy nghĩ nào tiêu cực về cha con nữa, hoặc là một cái suy nghĩ quanh con mà có cha của mình. Người cha, người mẹ đẻ ra mình, thì bây giờ người cha này là cha phần hồn mà đại đẻ luôn phần xác mình. Ở đây cha phải nhớ rằng không phải tụi con chữa lành mà chính cha chữa lành. Vì nếu cha không dẫn người này đến đây thì tụi con không có biết đâu mà chữa lành, tụi con biết đâu mà trốn. Vậy thì ở đây cha đừng nghĩ rằng ban viện trẫn này chữa lành, mà chính cha là người có lòng tin dẫn con cha đến đây xin cái chữa lành, mà chính cha là người chữa lành. Con chỉ là người chỉ đường ha. Vậy thì đó là cái suy nghĩ của cha, nhưng mà trước mặt Chúa là chính cha chữa lành, mình dẫn ta đến Chúa để Chúa chữa lành đó nè. Chính cha là người thấy được con đường lành của chúng con rất là mình. Mong rằng là trong hội thánh sẽ có rất nhiều linh mục như vậy, mà có thể nói được là tất cả các linh mục phải làm như vậy thì hội thánh thế giới này hòa bình. Cha công nhận không? Hiện nay là hội thánh Công giáo có 1,200,000 người Công giáo, và số linh mục trên thế giới là có nửa triệu linh mục, nửa triệu linh mục, hơn 200 nước hồng y, 2 nước giáo hoàng, và khoảng 5,000 giám mục, và khoảng hơn nửa triệu tu sĩ. Vậy thì cái số lượng này mà nếu như mà có lòng tin để chữa lành cho con chiên thì thế giới này hòa bình ngay. Nếu mà tất cả giống như cha thì thế giới này hòa bình. Và ơn Chúa sẽ đổ tràn trên vũ trụ này. Mà đó là niềm tin của con. Một ngày nào đó thì chắc chắn niềm tin này sẽ chung một màu cờ. Chung một màu cờ. Bởi vì giờ đây còn có một nơi để chữa lành, còn có một nơi để chữa bệnh quá ác, thì chắc chắn con cái của Chúa sẽ tìm đến, Chúa sẽ chỉ đường cho con cái của Chúa đó. Cha công nhận chỗ này, Chúa sẽ chỉ đường hết à. Giống như cha nhớ là ngày xưa khi mà ba vua mà đi tìm ngày đầu thì ba vua cũng nhìn vào cái ánh sao để mà đi thôi, chứ đâu có biết đường đi. Sáng ngày thức dậy đem bỏ lặn theo vàng ngũ hương mọc dược, rồi cứ theo ánh sao mà đi. Thì trên đường đi như vậy có lúc nào ánh sao nó lặn mất đi, thì ban vua la lạc vào cái cung Herodê. Rồi sau đó mà bị vua Herodê tra khảo chút rồi thì thả đi, thì ra ngoài có ánh sao dẫn đường đi tiếp. Thì nhờ cái ánh sao đó mà ba vua gặp được Chúa Hài Đồng, nhất là vàng ngũ hương mọc dược. Cha cũng lên mạng, lên ngay, cha mới tầm ra được con. Giống như là một cái ánh sao chỉ được cha, và cha dẫn con ra, mà người này là người thứ hai. Ít nhất cha cũng có một cái phước nào lớn dữ lắm, cha mới làm được hai chuyện này. Cha ơi, cứu một nhà mạng người bằng xây cả chục nóc chùa nữa. Mà hiện nay Chúa cần mình cứu mạng hơn là cần mình làm bất kỳ gì. Vì đó là mạng của Chúa, hình ảnh con người, hình ảnh mạng sống, thân xác là tên thờ. Thân xác này nếu cha không dẫn đến đây để chữa lành thì thân xác này, cái đền thờ của nó thành người phá hủy. Vậy thì cái đền thờ này không còn cơ hội. Bây giờ con nói với cha như vậy là
không phải là riêng riêng cha, nhưng mà để mừng trong lòng cũng muốn khóc, muốn khóc ở chỗ là cha đã thấy ra được chỗ mà cha không ngại đường xá xa xôi, cha không ngại nguy hiểm cả, cha lên đường ngồi trên xe, nằm trên xe từ 5 giờ chiều cho đến 5 giờ sáng cho tới đây. Đây là một cái hy sinh khá lớn, khá lớn hơn chứ mình nói lớn hơn hết còn gì không chưa nữa ra phải như vậy. Hiện giờ cha giống như là ba luôn, cha chỉ đường con chiên, nhưng mà cha nhớ khi cha về rồi cha hãy chỉ đường, cha hãy chỉ đường cái gì đó. Đây là cái việc làm mà Chúa nói ta muốn lòng nhanh chứ không cần nữa. Và người bệnh nhân thì cần thể, người đau yếu thì cần thể, còn người mạnh khỏe, người đau yếu thì cần đến cha, chứ còn mạnh khỏe thì nó cần cha vẫn yêu. Thế nè, em cũng đang là yếu đó, anh yêu này mạnh khỏe sợ mình bệnh đâu như tập vậy. Cha nhắc lại như lời Chúa là người đau yếu chứ cần đến cha, mà cha dẫn người đang yếu đến Chúa để chữa lành, cha chính là Chúa hàng thật, những đó là những linh lực, đó là con ngươi của Đức Chúa Trời. Cha xác ứng điều này nha, chính cha đó là con ngươi của Đức Chúa Trời. Cha thấy cha mừng lắm, cha thật sự hãnh diện với người cha, nhưng mà cha không nói cho ai biết sự trong lòng cha rất hãnh diện gì, Chúa đang cần cha điều đó mà cha đã đáp ứng. Ngày hôm qua cha tu như thế nào không ai biết nữa, nhưng mà ngày hôm nay cha làm được điều này thì thế giới nó sẽ im tiếng đi mà cung kính với cha, vì cha đã làm được một cái điều mà Chúa đã dạy cho nhân loại này mà chưa được mấy cha chưa. Thật sự con đang rất là mừng, bây giờ con muốn làm chuyện này mà con làm không được, con muốn dẫn con chiên của con đi mà con đâu có con chiên nào dẫn. Thấy vậy không? Đâu có con chiên đâu vậy? Con muốn làm như cha đó mà con làm. Vậy thì cha đã làm được chuyện này. Nói khen cha thì sợ cho chảnh, nhưng mà phải khen. Cái nào đáng khen là khen, cái nào cha không khen cha là chỗ này là khen cha là người có niềm tin thật sự, và cha là người tốt lành với con chiên. Một lần nữa chúng con cầu xin Chúa chúc lành cho cha và đổ tràn ơn cho cha, để cha tiếp tục cha cứu độ những con chim của Chúa, là đền thờ của Chúa, là linh hồn mà Chúa đang hướng họ đi tìm của Chúa. Rồi thì ngày nào đó, con chim sẽ nhớ đến ơn của cha và họ sẽ nghe lời cha hướng dẫn tiếp tục, đó là lòng niềm vui của mình. Bây giờ cha nói về bệnh nhân nha, về việc bệnh của ông thì thôi là hết biết rồi, xin thầy đọc cái bệnh của ông cho cha nghe. Bệnh nhân Trần Văn Hoàng, năm 1955, kết quả chẩn đoán của bệnh viện Vinmec là lách lớn, đang theo dõi lymphoma, độ ác trung bình ở lách và hạch, xơi nhẹ đáy phổi hai bên, nghi xẹp phổi phải dạng đĩa, tràn dịch ổ bụng, sỏi nhỏ ở thận phải, phôi hóa dọc thành động mạch ổ bụng và động mạch chậu hai bên, loét hang vị, viêm thực quản, trào ngược dạ dày. Đó là bệnh trạng hiện tại của bác Trần Văn Hoàng. Xin trình bày với cha hai cha. Bệnh gì vậy? Dạ, cảm ơn. Ủa cha nghe bệnh này đâu có gì đâu đi chữa, đâu có ung thư. Có ung thư. Hả? Ờ, vậy con mổ hết tiếng đó rồi. Mới phát hiện ra ung thư. Sao không mổ luôn? Cắt hiện tại. Cắt sớm. Bác sĩ đã cắt đến nhau vẫn sợ nó như vậy hả? Rõ ràng là cái bệnh này theo theo Tây Y thì bệnh này là bệnh lớn. Theo Tây Y thì bệnh này là bệnh không có thuốc chữa. Nhưng mà theo Đông Y ở đây thì bệnh này can thiệp được. Vậy thì bây giờ mình sẽ can thiệp như thế nào? Mình sẽ có cái cách can thiệp như thế này nha. Ông ơi, ông có biết lý do sao ông bệnh không? Theo con đi khám bác sĩ là ta nói là do sốt rét. Sốt rét con bị sốt. Ông làm gì mà bị sốt rét? Hồi xưa con đi thanh niên.
đổ thừa rồi đó ha. Đi kinh tế mới xong rồi con sốt mà thì nó hết rồi. Hết rồi độ 5 tháng gì trước á. Con bị sốt rồi. Sao con đi khám gì rồi? Thường là lát to. Họ không nói lát to bao nhiêu. Họ nói lát to thôi. Còn lần thứ hai họ cũng nói lát to. Xong về nhà con thấy bụng con này nó càng to hơn. Còn phải đi viêm hết để con khám lại. Phải cắt lá lá. Phải xương. Về tóm lại là ông biết nguyên nhân bệnh của ông là do sốt rét mà ra. Con nghĩ vậy. Nghĩ vậy. Ví dụ như bây giờ chiều nay cha cho con ăn một cái lẩu mắm. Lẩu mắm mà có cà tím, không biết cà tím không? Ăn xong rồi cái tối nó nhức mình quá là lý do gì vậy? Hả? Lẩu mắm mà có cà tím, có bông sô đũa trong đó, có cá kèo, trong lẩu mắm là có cá kèo nè. Lẩu mắm thì đương nhiên có cá kèo đúng không? Rồi có bông sô đũa nè, có cà tím, biết cà tím không? Cà nâu quá. Vậy thì mình ăn xong rồi tối sao không biết mình có trời lý do này? Vậy lý do gì mà mình bị nhức mình? Do mình ăn cà tím đúng không? Do mình ăn bông sô đũa chứ mình. Phải vậy không? Mới vô đây bộ hiểu hay gì rồi? Phải vậy không? Tức là mình đổ thừa cà tím với bông sô đũa với mình chứ không đổ thừa cái kèo. Không đổ thừa cái kèo với mình mà đổ thừa cà tím với bông sô đũa. Phải vậy không? Không, giống như là mình giờ mình ăn vô mình không tiêu. Mình đâu đổ thừa mình ăn động đặc không tiêu. Đổ thừa mình ăn xong rồi ăn thêm ly động đành nữa nó mới không tiêu. Chứ mình không đổ thừa mình ăn động đặc nó không tiêu. Đó nè. Giống như hồi nãy ông đổ thừa ông bị sốt rét nó mới ra bệnh ung thư. Theo bác sĩ thì họ chẩn đoán vậy. Họ nói từ cái bệnh lách là từ cái sốt rét nó đó. Chính vì cái chỗ đó nó mới chạy bệnh đâu. Dạ thì con mới quan sát nè. Chính vì cái chỗ mà nó ông sốt rét qua ung thư nó mới chạy bệnh đâu. Chứ nếu mà nó nói ông là ung thư do là một lý do khác không chạy được. Vậy ta nói rằng là lý do ung thư là do mà chính vì động vật không phải là thức ăn của ông mà nó dẫn ông đến ung thư chứ không phải là do ông bị sốt rét cái nó đổ thừa qua ung thư cả nè. Hoặc là nhất mình đổ thừa cà tím cho ung thư lũa chứ không đổ thừa cá kèo. Không ai đổ thừa cá kèo cũng không đổ thừa cà tím ung thư lũa đổ thừa sốt rét ra ung thư. Nhưng mà bác sĩ nó đổ thừa sốt rét ra ung thư là bởi vì bệnh ung thư nó chạy cho nên nó biết đường nó không biết cái nguyên nhân nào dẫn đến ung thư và nó chữa không được nữa cho nên nó nói là ông sốt rét đâu. Vậy thì bây giờ cha chữa ung thư cho ông thì cha nói do bởi ông ăn động vật mà ra. Và động vật thì nó không phải là thức ăn của mình cho nên mình nạp nó mỗi ngày thì ông phải dẫn đến một cái bệnh thôi nha. Về điều này cha không thể nào mà nói rõ cho ông trong vòng 45 phút mà ông hiểu hết được. Thôi thì trong những ngày tháng mà ông trị bệnh ở đây thì ông phải ráng theo dõi những cái clip mà cha đã từng dạy dỗ bệnh nhân để ông nghe được ông hiểu thêm. Nhưng khẳng định cho ông rằng là do ông ăn sai và cái thức ăn đó nó theo khoa học là thức ăn không nano, là thức ăn hay là nước, còn thức ăn nano là trái cây mà hạt giống là nước, khi mình ăn vào nó sẽ tan biến đi. Không biết là linh mục nhạc sĩ nào sáng tác tấm nước trong lành cho đời hết kiếp tiêu điều. Tấm nước trong lành cho đời hết kiếp tiêu điều. Nước trong lành là nước nước tinh khiết có phải là nước trong lành không? Nước tinh khiết là H2O là nước không? Còn nước trong lành là cái trái cây. Cái trái cây là nước trong lành. Cái nước đó khi mình trồng cái cây xuống đất, mình tưới một thùng nước là bắt đầu cái bộ rễ của nó hút cái nước đó lên. Cái nước đó là nước không có gọi là không có virus, gọi là nước trong lành. Mà nước đó nước có tu đàng hoàng, nó tu nhiều năm lắm rồi cái cây nó hút nó lên được, nó mới động lại nước từ cái trái, và cái trái đó mới trở thành nước trong lành. Và khi mình cơ thể mình tắm nước trong lành cho đời hết kiếp tiêu điều, hãy đón con về về nơi thánh tâm mạch sáng.
rú tôi đời cho lòng tinh khiết sạch trong. Hàng ngày ông tắm cái máu mủ của con động vật vào con người ông. Cho nên ông bệnh ung thư là chuyện bình thường. Hà phải chi hàng ngày mà ông tắm nước trong lành là cây cỏ mà giống ông cứ đổ nó vô hoài thì ông đâu có bị ung thư. Còn hàng ngày ông tắm bao máu mủ vô không mà. Cha có nhận ra ông thịt heo, phải máu mủ không con? Ăn động vật thịt bò phải máu mủ không? Còn ăn trái cây mà hàng giống là nó máu mủ và nước trong lành. Cha đồng ý đây, nước trong lành. Vậy từ hồi đó tới giờ năm nay là cha 40 tuổi cha tắm nước đó hay là tắm máu mủ? Vì thế cha bệnh không phải đâu. Vậy không biết linh mục nhạc sĩ nào sáng tác rõ cho ban ngày cha công nhận không? Tắm nước trong lành cho đời hết kiếp tiêu điều. Hãy đón con về, về nơi thánh tâm mặt sống. Rủ hết tội đời cho lòng tinh khiết sạch tâm. Ôi Chúa Giêsu, con nguyện yêu Chúa sớm chiều. Xưa nay mấy chục năm nay ông tắm toàn bộ là áo mũ vô người. Thế thì bây giờ mình ung thư là chuyện bình thường chứ đâu có chuyện mà đổ thừa sốt rét ung thư có chuyện này hôm nay. Nhưng mà cha không muốn mổ sâu những điều khoa học vì cha không có thời gian, mà cha đã mổ sâu nhiều lít lắm rồi, không có thời gian để mổ sâu nữa nha. Vậy bắt đầu từ hôm nay ông phải tắm nước trong lành. Thì khi ông tắm nước trong lành, ông bệnh thì ông buồn không? Ông thấy cuộc đời nó tiêu điều không? Rồi như vậy ông tắm cây cỏ mang giống là nước trong lành thì cho đời mình hết kiếp gì? Coi hết kiếp tiêu điều liền không? Vì giờ ông ăn động vật nữa là ông phải tiêu điều không? Chết liền không nè. Vậy ông tắm lại cây cỏ mang giống thì cuộc đời mình là cho lòng tinh khiết sạch trong. Ôi Chúa Giêsu, con nguyện yêu Chúa sớm chiều, đạt bền lòng thương, cuộc đời ca khen tình yêu. Vậy thì ông về đây ông chỉ cần tắm nước trong lành thì cuộc đời của ông là hết kiếp tiêu điều, là hết ung thư đó. Đơn giản vậy thôi con ơi, không cần phải chữa nhiều cha, không cần phải nói nhiều nha. Vậy còn tất cả những cái lời mà cha dạy dỗ bệnh nhân thì nó ở trên nhiều clip cha nói quá nhiều rồi con ơi. Cha không có giờ để nói nhiều, mà nói nhiều nó cũng mệt hả nè. Bây giờ cha nói tiếp. Dĩ nhiên ông phải nhớ như thế này, con người của người ta thì nói theo đức tin là không biết Chúa gọi về lúc nào hả nè. Có ngày sanh mà không có ngày, không có ngày tử hả nè. Không biết Chúa gọi mình về lúc nào, bởi vậy là Chúa bảo mình hãy tỉnh tỉnh thức. Vậy thì bây giờ là ông đến đây trị bệnh là từ 3 tháng trở lên. Vậy thì bây giờ trong 3 tháng này hãy tỉnh thức vì không biết Chúa gọi ông về giờ nào. Vậy thì cái tỉnh thức cụ thể là ông phải làm một cái đơn. Nếu ông chết là không được ở tù, đó là tỉnh thức. Vì đâu biết Chúa gọi ông về lúc nào, cái ông làm đơn, cái ông quay lộn thưa tụi này ở tù ráo tội ra. Phải không? Vậy Chúa dạy, Chúa bảo mình phải tỉnh thức nha. Vậy bây giờ tụi này sẽ tỉnh thức với ông là 3 tháng không biết Chúa gọi ông về lúc nào. Nhưng tụi này sẽ cố gắng trị ông, không cho ông chết. Sẽ cố gắng là dành sự sống ông từng giây từng phút. Nghe ông đau là tụi này đến liền. Nghe ông nhăn mặt là tụi này hỏi liền. Nghe ông ngủ không được là tụi này đi thăm liền. Ngủ được nửa đêm cũng đi thăm nữa. Đúng không con? Ngủ được nửa đêm cha cũng đi đo huyết áp nữa. Cho dù mày ngủ cũng kêu vậy tao đo huyết áp. Rủ biết đâu mày ngủ luôn rồi sao? Ai biết được hết nè. Nửa đêm cha đi đo huyết áp à. Dù ngủ được cha sắp dậy cha đo. Ngủ không được cha cũng đo, ngủ được cha cũng đo, cha đâu biết ngủ luôn chứ. Vậy bây giờ cha hãy tỉnh thức cho cha, là cha làm một cái giấy với ông. Nhưng cha nói trước với ông, khi ông đã đến nơi này là cái nơi cuối cùng trong cuộc đời ông bệnh nha. Vì tất cả các bệnh viện đã chạy ông hết rồi, bây giờ ông chỉ còn có một chỗ này duy nhất thôi. Thì khi ông đến đây ông trị bệnh, mà nếu mà lòng thương xót Chúa và khoa học hợp tác với nhau cho ông hết bệnh thì ông vui biết mấy, phải không nè. Mà nếu lòng thương xót Chúa và khoa học ở đây áp dụng với ông mà vẫn không hết bệnh ông, mà ông vẫn chết, ông có vui không? Dạ cũng vui vậy. Đó, ông phải nói được câu đó là chữa bệnh mới ngon, phải không nè. Dạ, ông xác tín gì rồi? Ông phải xác tín điều này nha. Lòng thương xót Chúa và khoa học hợp tác với nhau để cứu ông hết mình, mà nếu ông sống lại thì ông vui không? Mà lòng thương xót Chúa và khoa học hợp tác nhau cứu hết mình, mà cứu không nổi ông chết, ông vui hay buồn? Vui đó, Chúa gọi mà.
phải vui nha, dạ. Thì tụi này mới chữa được. Dạ. Con ở nhà con nói với gia đình con. Con có xác tín vậy không con? Con có xác tín vậy? Con có biết được chết rồi là con công nhận không? Bây giờ như cha đây cho đâu biết cho lật ra cho chết là sao? Thắng nè, mình đâu biết được. Nhưng mà khi mình tới đây rồi, bây giờ phải nói một điều rằng là không phải đức tin của con tới đây mà đức tin cho xíu tới đây. Nha. Chứ chưa hẳn con tin ở đây đâu mà cho xíu tin. Cha xíu mất đạo. Vậy cha kể cho con nghe một cái câu chuyện của ông Thánh Phêrô ở trong cửa đẹp đền thờ. Một ngày nọ ông đi rao giảng ở trong cái cửa đẹp đền thờ, khi mà ông đi tới cửa đền thờ ông thấy thằng què ngồi ăn xin. Thì thằng què này là nó vô đền thờ nó ăn xin chứ không phải đi nghe giảng. Nhưng mà nó què. Ông Thánh Phêrô tới cửa đẹp đền thờ thấy thằng què ngồi đây, cái ông đâu có tiền đâu cho. Ông nói này, tiền thì tôi không có cho anh, nhưng mà tôi có cái này nè, tôi có đức tin là nhân danh Thiên Chúa hàng sống, tôi truyền cho anh đứng dậy mà đi. Ông nói đứng dậy đi không? Cha xứ ông là giờ như vậy, tiền ông không có cho ông, kiến thức trị bệnh ông không có, nhưng mà ông có đức tin là ông dẫn ông đến đây truyền cho ông hết bệnh mà về. Con nói vậy cha đồng ý không? Tiền cha không có cho ông, kiến thức trị bệnh cha không đủ để cho trị bệnh cho ông, nhưng cha có đức tin giống như ông Thánh Phêrô. Tiền tôi không có cho anh, nhưng tôi có cái này cho anh là nhân danh Thiên Chúa hàng sống, ta truyền cho anh đứng dậy mà đi. Ông kia có đứng dậy không? Thì cha cũng vậy, tiền cha không có cho con, kiến thức trị bệnh cha không đủ để trị bệnh con, nhưng cha có đức tin cha dẫn con đến đây, cha tin rằng con sẽ đứng dậy để về với một con người mạnh khỏe, không còn ung thư lách nữa. Cha có lòng tin đó phải không? Anh phải có lòng tin. Giờ đây cái đức tin này anh đến đây để tin của cha, cửa đẹp đền thờ, đức tin của cha xứ đó. Vậy thì đức tin cha xứ đã có rồi thì ông cũng phải có đức tin này nha. Cái người ở cửa đẹp đền thờ thì không ai phân tích, nhưng mà giờ cha phân tích cho ông là ông phải có đức tin này. Bắt đầu từ hôm nay trở đi khi chữa bệnh ông phải đọc kinh cầu xin, phải hãm mình, và sau này khi ông mạnh khỏe rồi ông sẽ cố gắng ông về ông chọn một cái đời sống mới. Đời sống của ông là đời sống ăn chay hãm mình, bởi vì cái phần còn lại mình phải cố gắng mình sống tốt để Chúa chúc phúc cho mình nha. Vậy trước khi ông vô ông lập hồ sơ thì ông sẽ làm hai đơn, một là đơn xin khám chữa bệnh. Trong cái đơn này nói rõ là lý do tôi mang bệnh, căn bệnh là ung thư lách, là căn bệnh hiểm nghèo, tôi không còn tiền chạy chữa nên tôi làm đơn này xin ban viện chẩn cho tôi được khám chữa bệnh miễn phí. Trong thời gian chờ đợi sự chấp thuận của phòng khám đông y Việt Y Đạo, tôi xin chân thành biết ơn. Cái đơn này để nói với ông rằng ông không có tiền khám, thì ông làm đơn ký vô đây thì tụi này khám cho ông miễn phí. Đến ngày ông về tụi này không được đòi tiền ông vì ông đã có làm cái đơn. Còn nếu ông không làm đơn này khám xong ông quất ông tỷ đồng đáng chịu không mà ông trả nổi không? Phải không? Vậy ông có nên làm cái đơn này không? Dạ, nên chứ. Nên, con thấy có nên không? Cha thấy nên chứ hả? Dạ. Nên thì ký tên vô đó. Dạ. Ký vô rồi chữa bệnh hết, tờ hết bệnh xong là ông không phải trả tiền. Còn ông không ký chữa ông xong là ông trả tiền thì không nói. Ký ghi rõ họ tên vô. Chứ cái vụ này quan trọng lắm mà. Cho không là cho không, nhưng phải có nguyên tắc, bài bản giấy tờ. Còn nếu không mình không rõ ràng chỗ này là mình không cân đo đong đếm sát sườn ở chỗ này là khúc sau nó lủng củng chứ. Sau khi hết bệnh rồi nó lủng củng. Là cái chỗ này là chỗ cha cân đo đong đếm sát sườn. Cho nên cho không mà phải làm đơn, ký tên vô. Thì khúc sau trị bệnh rồi nó không lủng củng với người bệnh và người thầy thuốc. Rồi vậy ông khi ông đã ký tên vào đây là Trần Nhân Hoàng rồi thì ông trị bệnh hết là không ai dám đòi tiền ông hết. Chiếu cái này ra là mọi người phải im tiếng đi mà cung kính. Nếu ông không làm được cái này, ông không cân đo đong đếm lúc này thì sau khi ông trị hết bệnh là ông lủng củng. Bây giờ người là dò sông dò biển dễ dò, đố ai lấy thước mà đo được lòng cha từ. Tháng này ông đòi 1 tỷ đồng thì sao ông đo được. Tháng này một cái đơn thứ hai. Hôm nay tôi làm giấy cam kết này trước mặt cha Phêrô Nguyễn Văn Từ, cha xứ của tôi, là cha xứ này, người thân của tôi và Du Sang Nguyễn Tấn Thanh là thầy điều trị trực tiếp.
ông quản nhiệm Domenico Phạm Văn Tây là quản nhiệm ở đây, và còn một y sĩ và còn một lương y nữa mà nãy đã đi thành phố rồi. Nên tôi hứa là tôi sẽ cam kết nghe theo lời của ban nhiệm trần này nha, và nếu có chuyện gì xảy ra bất trắc mà tôi chết đi tôi không thương kiện ban nhiệm trần. Ông có đồng ý chỗ này không? Đồng ý mới chữa bệnh ngang, không đồng ý không chữa à? Này chỗ này hứa quan trọng lắm mà, vì nếu chỗ này mà ông không hứa rồi là lủng củng giữa ông cha từ với ông cha xứ ông dữ lắm à. Đó nè, ông sẽ đổi thừa là cha dẫn con đi đâu rồi vô đây chết tầm này vậy không nè, phải không? Rồi cha dẫn vô ông cha gì đâu cũng chữa chết con luôn rồi không được, phải không nè? Bây giờ mình ba bốn mặt giáp lời ha. Vậy ông ơi, nếu ông đồng ký đồng ý cho tụi này chữa bệnh ông thì ông phải ký tên vào đây, ông phải làm chứng rằng là ông chết ông không được thưa kiện tụi này, đồng ý không? Vợ đồng ý không? Con đồng ý không? Sẵn sàng không con? Như hồi nãy cha có nói nếu có chết cũng vui, cũng vui luôn chứ không được buồn, bởi vì rõ ràng cái bệnh mình ở nhà là mình chết mà, mình ở nhà là mình chết, mà mình tới đây rồi trị cho mình rồi nếu chết tôi cũng vui nữa, tôi đi đến nơi cuối cùng rồi nha, mà nếu tôi sống thì tôi vui, mà tôi chết tôi vẫn vui như thường. Ông phải hiểu được chỗ này nha, con hiểu được chỗ này cho ba con không? Ba phải hiểu được chỗ này nha. Vậy trong cái đơn này là có cha ghi tên, ban quản nhiệm ghi tên, cha xứ con ghi tên, con ghi tên, người nhà ghi tên, tất cả mọi người phải cùng ghi tên để cùng trị cho, cùng lên một chiếc xuồng trị. Cha đồng ý ha, bởi vì nếu mình không ký là mình không biết nhẹ không nào nha. Vậy thì bây giờ ông ký tên trước, chỉ cho ông ký tên trước. Mỗi một lần mình gặp một bệnh nhân thì mình phải nói rõ, giống như mình đã nói rõ cho ông biết gì có bệnh của ông rồi, phải là ăn, không phải bệnh sốt rét mà nó là ung thư, mà bệnh do bởi ăn động vật sai á thì ông mới ung thư. Xin mời cha ký vô đây để làm bằng chứng nha, 19-1. Và bây giờ vợ là con ký, con ký. Rồi xin mời thầy Thanh ký vô đây. Mình làm một hồ sơ phải cẩn thận vậy nghe không? Dạ, dạ, để khúc sau nó không lủng củng nha. Chứ nếu không khúc sau nó sẽ lủng củng nữa. Cha cũng ký vô luôn để cha sẽ là người chịu trách nhiệm sau cùng, để cha không có thể nào mà cha trách ai hết nha. Rồi bây giờ là mọi người đã ký cho ông rồi nha, cha ký luôn. Vậy tất cả mọi người chúng ta cùng lên xuồng hợp tác để chữa cho ông. Cha ký cho ông một cái chữ ký nửa tràn tập vậy đó ông, thấy không? Đó, vậy là ông phải mạnh khỏe như vậy nha, ông phải mạnh khỏe như vậy chứ ông thể yếu yếu gì được nha, nhất định ông phải dùng lên như vậy nè nha. Rồi chúc ông mạnh khỏe. Cuối cùng cha nhắc ông một điều, sau này là cha sẽ cấp cho ông một cái thẻ bài. Thẻ bài này ông được quyền ra vô đây khám bệnh miễn phí, và phải chiếu thẻ bài này ra là cổng được mở, mà không có thẻ bài này là cổng đóng. Ở đây ra vô phải có thẻ bài nha.
thẻ bài này có màu đỏ đàng hoàng. Nếu mà ra vô không có thẻ bài này thì đi về không ai chứa mình hết. Vừa tới cổng trên thẻ bài ra tự động là có lính gác mở cổng. Ở đây sang lắm, mà hay được cấp thẻ bài mà đến khi mà được ký giấy như vậy mới được cấp thẻ bài. Còn nếu không là không bao giờ được cấp thẻ bài, giống như triều đình vậy đó, chứ không phải là muốn ra vô là ra vô nha. Vậy ông nhớ ông có cái thẻ bài này, thẻ bài này sẽ giúp ông đến cùng. Nếu ông mạnh khỏe ông hãy vui mừng, mà nếu ông có lỡ chết ông cũng phải vui mừng không quên nha. Vì chúng tôi đã cứu ông hết mình nha, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cha nhắc ông lần cuối cùng rằng ông hãy cố gắng cầu nguyện cho cha xứ, cầu nguyện cho tất cả ban diện trận và cầu nguyện cho ông hãy ăn năn sám hối để Chúa chữa lành cho ông. Ngày mai này ông về hết bệnh ông phải nhớ lại những năm tháng mà cha giúp mình, cha xứ giúp mình nha. Hãy phụng sự Chúa, phụng sự cha, phụng sự mọi người. Đó là cái tâm nguyện mà cha dặn dò ông nha. Xin Chúa chúc lành cho ông. Con xin mời cha lý kiến để dạy dỗ chúng con. Con cũng dám ý kiến nhiều thì xin đại diện cho gia đình xin hết lòng cảm ơn cha đã nhận chữa giúp đỡ cho người anh em của chúng con nhiều xứ. Xin Chúa chúc lành cho cha cũng như cho ban điều chuẩn và tất cả những người công tác với cha trong cái công cuộc cứu người, giúp người như thế này. Con sẽ thông với cha trong lời cầu nguyện trong các thánh lễ của con. Xin Chúa chúc lành. Cảm ơn cha nhiều lắm. Cuối cùng cha nhắc ông là giữa tháng tới này cha sẽ ra năm ca ung thư, giữa tháng tới nữa ra năm ca ung thư, giữa tháng tới nữa ra ba ca ung thư, còn ca ông là ca chót á. Ca ông chưa biết ngày, nhưng mà ông mới vô hôm nay thì ông nhớ là từ 2 tháng trở lên ông sẽ biết được ngày ra. Nhưng ông phải theo ban diện trận và cha nhắc cái này không quên nè. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, ông muốn ăn bất kỳ một thứ gì ông không được phép chọn. Ban diện trận này mà tháng ăn bậy là đuổi ngay chắc chắn nha. Cho nói trước, không mít lần trước chẳng làm sao đây, cho đuổi 6 ca là đuổi thêm không lại gì đâu nha. Ông không được phép ăn bất kỳ một thứ gì vào con người của ông nếu ban diện trận không cho phép, để người ta can thiệp vào cái bệnh của ông nha. Còn nếu ông mà muốn ăn cái xí muội là ăn rau muống vậy là không chữa được nha. Ông hãy cố gắng chỗ này nha nha. Cha đã đuổi 6 ca vì họ muốn ăn đó nha. Đuổi hẳn luôn là vì họ muốn ăn, mà những ca đó là hầu như là đang trên đường hết bệnh mà ăn nó trở bệnh luôn, chữa mà ăn nó trở bệnh đi. Tại cơ thể mình ăn cháo nano rồi, ăn cái gì vô nó cũng khác liền. Giống như trưa cha nói là một ông gì đó, ông nói ăn cháo nano để đẩy hết tất cả những chất độc ra, rồi cuối cùng cháo nano nó cũng hồi lại cho chính ta nói. Thì giờ đây ông đã vô phát đồ là ông không được quyết, không được đòi ăn bất cứ gì, để khi hết bệnh rồi ông muốn ăn gì đó không ai cản ông nha. Vậy nghe không? Thôi con cảm ơn cha nha. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Mình đứng lên một kinh. Sáng lên Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót đã nghe chúng con tâm tình. Xin Chúa chúc lành cho công cuộc của chúng con và chúng con sẽ cố gắng để đi về nhà ăn thì còn không bỏ và không tâm tình của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Xin cảm ơn Cha nha. Cảm ơn.